thần móc tay vàng, nhỏ nhỏ thì mình lấy ra một tờ vé số. Bây giờ con xin là phép, xin mời bà con cô bác nghe nhẹ mà nghe nhẹ nghe nhẹ mà cho kỹ, đừng quá suy nghĩ để lộn con cờ nghe. Thương em mai tóc cái gì còn, ghét em mà hai cục cái bò con là trên đầu. Thương em mặc áo cái giặc bầu, mặc quần ống túng cái bàn đôi dài disco. Quý vị nào có bốn tờ vé may mắn sau đây, 3, 4, 2, 4, chắc chắn là có đây. Một lần nữa, 3, 4, 2, 4, ngay bây giờ bước lên sẽ là người may mắn đầu tiên. Thứ nhất, vâng, lần lượt được thứ nhất. Quý vị nào có tờ vé số 4 cái số sau cùng, 3, 4, 2, 4, một lần. Chỉ là quý vị còn ở đây rồi, có người chúng tôi đâu kia xa xa có một dáng làng, vừa xuân mà vừa đẹp, nụ cười mà có duyên. Bước lên để nhận món quà cho ban và tổ chức, kiểm lại tờ vé có chúng không hả chị con, chúc tôi để tính sổ nghe. Rồi xin mời chị đâu, ai đâu, ai là người may mắn bước lên đây, nhanh tay để chân, nhanh tay để chân, rồi để theo thông lệ của anh chức là mời chị bước lên. Ô kìa ấy như con thấm con bắt năm từ xa mới về, nụ cười duyên dáng đâu, chị cho em cái tờ vé số này thôi, chị xé ra đi nha. 3, 4, 2, 4, dạ xin mời, giờ sư cô kiểm chứng lại giùm con, 3, 4, 2, 4. Rồi xin mời chị tiến lên trên sân khấu, sư cô lại có thêm một cái đặc biệt nữa cho cô trước khi nhận món quà. Rồi đó, kỳ rồi đó, quý vị đã thấy chương trình sổ số chưa? Mời quý vị tiếp tục ủng hộ các vị, các bác, các cô, các chị trong ban tổ chức đang đi từng bàn của quý vị nha. Nhớ nha, ủng hộ nha. Rồi mời sư cô tiến hành. Phật tử may mắn đầu tiên. Và để tiếp tục chương trình, xin mời chị khoan, chị ơi, rồi xin mời chị thọ mà tay ngọc, chị thọc nghe tay vàng, lấy cho một tờ vé số để cho em tiếp tục chương trình. Quý vị mà nghe tôi kêu con nợ ra, quý vị chuẩn bị chưa? Chưa đường sơn ba giây chút cái anh đài, tình bạn lâu dài chắc không mà sáng tỏ. Sơn ba con ở nhà đâu à nàng, chúc các anh đài là gái mà giả trai. Ôi chỗ gì đây, chúc mừng quý vị nào có bốn tờ vé số mang 3, 5, 3, 7 mà mau bước lên trên đây để lãnh quà, nếu còn chậm trễ phần quà đó về vô lưng. Chúc mừng quý vị nào có tờ vé số 3, 5, 3, 7 một lần, 3, 5, 3, 7 có rồi chưa? Hai. Rồi xin mời. Ô kìa, từ xa ở góc nhà có một anh chàng nụ cười mà duyên dáng, mau mau mà bước lên. 3, 5, 3, 7, 3, 5, 3, 7 con phải công tay. Dạ mời sư cô coi, dạ đúng rồi, 3, 5, 3, 7. Dạ mời anh tiếp tục lại bóc một cái thâm coi cái như thế nào nha. Ra đây con số nó gì đây, con số 2 là con số 2, xin mời anh bước lên. Ôi cha trời chiếc thuyền trong
Ôi ra quý quá, quá chúc mừng anh. Còn sao bây giờ xin mời anh tiếp tục dùng cho một tay nha. Bàn tay nóng là nhọc nhằn, anh lấy cho ra con tờ. Con số nó gì đây, anh lặng mà nghe tôi kêu con tờ ra. Phạm công cúc qua hai tủ cà công hạt, cúc qua địa chết để lại mà hai con. Đứa tên Nghi Xuân, đứa mà tất lập. Nhờ trời giúp sức hai trẻ mới lớn khôn. Nay mẹ lìa hồn về nơi mà chính suối. Hai con đừng nuôi theo mẹ để làm chi. Hãy ở dưới vì sớm hôm mà nương náu. Đừng có cãi lời gì đánh mà sặc máu. Và quý vị nào có tờ vé số mang 4988 4988 cho màu nước lên. Và một lần nữa xin quý vị nào có tờ vé số 4 số 4 là 4988 có không? Một lần 4988. Sư cô ơi, có người chắc mà đã chê cái tờ vé số này rồi quá. Rồi xin mời quý vị có không? Có không? Anh kia thấy đứng lên rồi kìa, phải không? Một lần nữa xin lặp lại nha, 4988. Là nếu không thì tờ vé số này mình sẽ cho qua bà nha. Rồi quý vị có chưa? Một lần nữa 4988. Có ai có tờ vé số 4988 chưa? Rồi thôi quý vị, đợi lâu quá mình cho qua bà ngay cho con. Bây giờ xin cô muốn là qua bà hay là muốn tiếp tục cùng luôn nữa? Rồi một lần nữa. Có chưa? Có chưa? Dạ có rồi sư cô ơi. Trời ơi, tưởng đâu qua bà là coi như phần quà đó, phần mình hãy không ngờ nào lãnh được, mình lãnh à. Đâu đâu đâu, 4988 đâu. Rồi rồi, đâu đâu đâu, cho con coi. Con coi cái số gì đây, 4988. Con kêu nãy giờ muốt loài cổ hồng lúc sắp lên đây. Nãy giờ đâu con mời bước lên. Thôi rồi sư cô ơi, 4988 mau mau bước lên để gọi là món quà. Bác vui, bác có vui không? Vui là được rồi không? Đây, cho con một tờ đây. Con gì ra đây, con số gì đây, con số gì đây, số 10. À, xin mời Phật tử Linh Nhã. Phật tử Linh Nhã đã tặng cái chương trình đêm nay chung một món quà, và bây giờ là món quà của Linh Nhã. Số 10, xin mời Phật tử Linh Nhã. Con số gì đây, con số gì đây, xin mời người đẹp đứng nhã mở rừng mà món quà trao cho người may mắn được chúng sẽ thành vé số. Con chúc cho mừng là bác mang món quà này về ngủ ngon. Là bác đi ngã đây, bác đi ngã đây. Con gì nó ra đây, chương trình là số số sẽ đến kỳ 2, nhưng cũng không quên kêu gọi cô bác mau mau ủng hộ các chiều đại diện đẹp vé số đến bàn quý vị. Dạ con xin mời sư phụ tiến lên đây. À sư phụ, để cho con được bắt đầu chương trình sổ số nha. Rất là mà nghe đây con mấy nó mày ra thầy thò tay ngọc thầy thò cái tay vàng lấy ra một số mình mà nhấp nhấp với chị cô bác có tờ tài kia số màu màu đưa lên chứ anh ba ơi anh có mà thương em thì anh để bụng anh tới lui hoài con vợ anh cũng ngại đêm tình anh mà với em như rau sống với mắm niềm vợ anh đâu ghen như quỷ anh bảo có hiền có chuyện. Quý vị nào có bốn cái vé số may mắn nè, bốn con nha, 4 6 8 4. Ladies and gentlemen, who got the 4 number lucky 4 6 8 4 4 6 8 4. Mau mau bước lên bảo đảm số này không có mà ai trúng, bởi vì người mua tờ vé số đã sẽ đi về chắc 100%. Một lần nữa 4 6. Trời ơi, ăn gian cũng không được, ở tầng dưới kia có một người lớn nắm tay một đứa nhỏ chạy lên chắc đồ trúng số. Sao mình đã nói người mua vé số này đã đi về rồi, sao còn mà ở đây?
đây kể như là cơ hội. Bước lên đây coi, có người chúng rồi phải không? Come here, over here please. Ok, 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 sao mình có mấy vé dữ vậy? Ok. Rồi, con xé cái này ra được cho chú coi, có chút xíu lắm. Rồi, đã có rồi, con kiểm số đã có người chúng rồi, mời mời em. Oh, mời em. Rồi, bốc thăm nha, bốc thăm xem này, mày đó, mày ra. Trong mau bốc thăm để coi món quà gì. Xin quý vị ở lại cho hết, cho trọn đêm nay nha quý vị. Nhà hàng nói rồi, xả láng sáng về sớm. Bảo đảm. Dạ, còn là số 6, tổng công mà chúc quà 2 tuổi già mà không ngừng hạp. Số 6, bước lên đi con, đấy. Con lên là chú lấy à. Con muốn cái này thấy không? Yes, you are number 6, ok. I give you number 6 only, ok, thank you. And that's the letter for me, ok. Dạ, ai sẽ là người lên giao quà này con? Ai sẽ là người giao lên quà này? Xin mời Phật tử Tâm Vinh đứng lên xin giáo để trao dùng món quà này là vé số. Đây, con lần lần mà vé số số cái còn dài. 1, 2, 3, 4, 5 cùng với những ai khác 6 lô nữa quý vị ơi. Mau mau mà bước lên trao món cái quà này để rồi chưa nghe chùm số số mà tiếp theo. Xin mời cô mở chiếc thuyền bồn bằng chiếc cái ngọc đá trao cho Mr. Boy. Vui vẻ, thank you. Rồi, đây, con mấy mày ra cỡ ra, con mấy con gì nó ra đây. Anh ơi, anh hỡi, anh có vợ chưa? Sao anh mà ăn nói đẩy đưa cái ngọt ngào? Thương anh không phải vì sắc, mến anh không phải vì tiền. Thương anh vì bởi lên đến giang hồ mà bạc đãi. Con số là gì đây? Quý vị có tờ vé số may mắn 3, 7, 0, 8. Ladies and gentlemen, who got the lucky number 3, 7, 0, 8. 3, 7, 0, 8. Màu màu bước lên. Cố dâm, hãy anh luôn, hãy anh luôn. Tôi tính hát bài cô Thấm mà sao tự nhiên là anh. Cô kìa như cô Thấm. Con bác năm từ xa mới về. Ủa tôi hát cô Thấm mà sao anh lên được kỳ vậy? Hả? Anh đâu phải là cô Thấm. Rồi 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 bước lên đây. Rồi lại cài lại xin mời anh Nam ơi. Bài mắn phải không? Phải không? Mình coi đúng không? Rồi 3, 7, 0, 8. Mời anh bóc thêm một cái thăm nữa. Chưa đâu anh còn qua ải thứ 2 nữa. Rồi qua ải thứ 3 nữa anh bước lên đây. Con số 8 nữa hả? Con số 8 hình như là con số 8 hình như là nãy ra con số mấy con? Số mấy? Con số 8 hình như là con số mấy rồi. Số 5. Rồi, rồi xin mời Phật tử nào đi xin vô. Đó, đây, đây, bảo, bảo. Rồi, 12, 12, 1, 7, 12, 12. Đây, 12. Dạ xin mời Phật tử Tuệ Hồng bước lên cho hồi hương bước chân thiêu thùa hoa sen và tâm nó khiết. Anh thiệt là may mắn, anh có biết xài chăng không? Nếu anh là không biết anh để lại cho tôi nha. Dạ xin mời Phật tử Tuệ Hồng bước lên cho dùng bước chân này lại. Bước chân quá đẹp nè. Trong trên bên xưa ngồi chai gió xuân. Rồi một chút nữa. Con mấy nào thì ra cờ ra là con mấy con gì nó ra đây. Con gì nó ra đây. À, đi ca bóng không? Ok. Cổ thai em chắc nó lại tròn. Em cho mà ai gối nó mòn hết một bên. Một đêm đúng tử cái nằm kề. Còn hơn chàng ngốc nó dỗ về mà quanh năm. Quý vị nào có tờ vé số may mắn 4, 1, 8, 6. Ladies and gentlemen, who got this lucky number is 4, 1, 8, 6. 4, 1, 8, 6. Ủa tôi kêu mấy người chung số, tôi đâu kêu anh đâu, anh lên đây. Nào quý vị nào có tờ vé số may mắn 4, 1, 8, 6. Màu màu đứng lên 4, 1, 8, 6. Màu màu
cái chú gì đã có người may mắn trúng lửa rồi thì rơi ra đây. Số năm thật tỉnh mà rung, mời chú bước lên cả ba tông thật. Mời Phật tử Linh Ngọc đại diện cho bé Linh Toàn và mời bác cô tiến lên đây. Cờ số 5, cây quà số 5 chàng hai. Con cá lưỡi ngư nó sầu tư mà méo miệng, con cá lưỡi mẹ nó nhiều chuyện cái sức đôi. Đó, 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 đây là món quà mang đến là chúc mừng chú nha. Mời quý vị cô bác rồi nó chuẩn bị nha. Còn ở lại đây tiếp tục còn lâu động rất hài 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 hát nữa nè. Chào cho bác. Công tử đi. Chúc mừng bác. Tiếp cái nữa, tiếp cái nữa. Còn mày nè, mày là cao đa là con mấy. Còn gì nó ra đây, con số nó thì đây. Giờ khó ngầm, lấy dụng cái dụng nước cũng nhai 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 hoài à. Thì đây, con số là gì đây, từ đó mà con mấy con gì nó ra đây. Sáng trăng sáng cả cái vườn đào, sáng vào vườn mật, sáng tận vào vườn dưa. Anh với em tuổi tác mà đã chừa, tới cha với mẹ cái lừa mà xui da. Quý vị nào có số may mắn nha. 4921. Ladies and gentlemen who got the lucky number is 4921. 4921. Cái bàn ở dưới kia nhỏ to mà cái gái cùng nhau à la la. Amigo, amigo, amiga, bước lên đây, bước lên đây. Uno number, uno number, uno dos dos dos, bước lên đây, đừng tự đừng tự. Em đã cái này đúng thì là cô thắm nè. Thì ra bước lên, bụng còn bao nhiêu máu nữa anh. Rồi số ấy gặp mắt chuẩn bị mà tiến lên. Hai hai rồi thấy chưa, ở đây ba hai chưa thấy gì nè. Chó bố hai luôn. Trời ơi. Trời ơi sao mà sao nó trúng quá vậy nè. Trời ơi cười quá. Trời ơi vui quá hả. Rồi bóp lên bóp đi con gì đây. Con số nó là gì đây, sao sẽ nát hết rồi. Mừng quá sẽ hết hả. Gì đây rồi, number gì, number 4 phải xin không. Number 4 mời ai đây xin không. Phổ Đức, Phổ Đức, dạ xin mời Phật tử Phổ Đức tiến lên sân khấu để chào không ạ. Number 4. Trời ơi, thì ra chú eo lộn cạt. Tài lộc vào nhà, ở đó tuần hoài, con heo thành tài. Lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi. Nếu mà cảm thấy khiêu không nổi để tôi khiêu cho nha. À, đất ơi, thiệt lầm đó nha. Đúng là bơ nặng bỡ, là bơ nặng bỡ. Còn gì mà không bỡ. Chúc mừng cô bác. Cái nữa chú không, tiếp luôn. Con mấy nè mày gì ra, cơ ra con mấy con gì nó ra đây. Cái khổ quá đắng là cái khổ quá đều. Anh có mà thương em, làm giấy về giao à đều. Hai đứa đồng tình, gia đình đồng ý, ngủ nhau đăng ký quản lý là hỏng trò. Hai đứa mình là to, con cho tôi cũng lấy. Quý vị nào có tờ vé số may mắn là 3010. Ladies and gentlemen, who got the lucky number is 3010. Bảo đảm kỳ này không có ai trúng đâu sư cô ơi. 1, 2, phải không ở nhà? Phải không nha, đừng có kính sổ nha. Con mấy nè mày ra, ba tông một không. Mau mau bước lên, ba tông một không. Có ai mà may mắn thì hay bây giờ. Tiến lên mà sân khấu để mà lãnh quà. Nếu không thì qua mất cơ hội đó nha. Con mấy nè mày ra, có không, có không. Ladies and gentlemen, who got the lucky number 3010. Zero, uno, zero. Đâu, 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 đâu. Rồi, xin mời tiến lên. Cô lấy đò ngang đưa anh chàng qua bên nè. Lòng cô vui tính kinh nghiệm tay chèo. Cắt dòng hò khoan, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tới bên dòng mà nước chảy, may mắn, may mắn, may mắn. Con số là gì đây, con số là gì đây. Ủa, chúng anh này hả, xin tôi.
Thôi bữa nay sổ ổng hả? Đó, 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 lấy ra, đó. Bước lên mà bước lên cho xem tờ vé số. Rồi xin mời Phật tử phổ tiếng. Thế mà tên tiếng thì mau tiếng lên, chứ không phải biến đâu nghe. Biến lên, biến lên, biến lên. Ở đây xin mời anh trao cái món quà cho người đẹp may mắn được trúng cái lô này. Có nào, có nào. Và số có nghĩa là từ những phẩm vật còn lại đây cho đến lô độc đắc ai pháp. Rồi rất là mà về tôi kêu còn đợi ra. Rồi quý vị cô bác đã có sẵn tờ giấy số trên tay chưa? Có rồi thì chuẩn bị nha. Nghe về nghe về nghe về mà cho tỷ quá suy nghĩ coi chừng lộn nha. Con số đó gì đây? Quý vị nào có tờ vé mang số? Ma ơi thì gà cái con xa, chim kêu mà vừa thấu biết nhà thì má đâu. Rồi đây một phần cái làm dâu, con đâu mà có lắm để về mà viếng thăm. Quý vị có tờ vé số may mắn 3940. Ladies and gentlemen, who got a lucky number is 3940. Mau mau mà bước lên, mau mau mà bước lên. Quý vị có tờ vé số may mắn 3940. Dạ thưa có không ạ? Có ai có tờ vé số 3940? Rồi một lần. Rồi ở đằng xa có một bác rồi. Từ xa, từ xa có bác bước lên là vé số cho con coi coi. Rồi và anh đang đi cao nước một chút xíu này. Con mấy mày ra coi ra là con mấy ba chín bốn công. Dạ tôi nghĩ rồi, xin cho ai đây cái này là cho bác. Rồi bước lên tiến lên sân khấu luôn. Dạ xin mời phật tử Nguyên Như xin bước lên để chào cái món quà này. Wow, món gà tuyệt vời đẹp quá. Bác ơi, con cá này hơi ác. Chắc là không ai bằng bác con. Có người nhà lên đây phục vụ đi nha. Lên đây phục vụ với bác để đem cái thương ăn này. Wow, xin quý vị tôi chào hỏi tay. Con cá vàng tuyệt vời, tiền tài về đó cho bác. Không có gì sung sướng nào mà khi mình đi trong những buổi tiệc mà gây quỹ nè, vui chơi hoặc là mà chúng ta được may mắn những chúng ta tờ giấy số đó, mà chúng ta may mắn được món quà này phải còn một điều rất là khích lệ. Rồi xin mời hiệp sĩ tiếp một tay để đưa cái món quà này xuống cùng cho bác nhé. Rồi xin cảm ơn. Nhớ khi xưa là nhau chung một đường kẻ trước người sau, chàng đành đi theo nàng hát vô mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình trái đông tình dễ đâu làm quen. Chốn đi qua nhà em nghe đồng nàng môi ra đi thật thương. Thank you.
tối qua ngày em nghe đồng đàn vui ra đi thật thương. Khi đêm sang đông đóm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Khi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt không sống. Dù khi thao thức bên bờ, chạm đèn viết lá ơi. Hai hôm sau với dáng đưa tình, nàng nhận những làm kinh. Tuy tình phẩm gặp nhau cũng lặp trong chuyện tình yêu ban đầu, mấy hai tay bắn chung nhịp cầu. Chàng trộm qua thời trời, nước mắt tôi rơi trên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình trời gặp xin cứ làm mơ. Đã không như là mơ, nếu tình trời gặp nhau xin cứ làm mơ. Rồi, kính thưa quý vị, bây giờ là mình còn cái lô động đất phải không sư ơn? Vâng, động đất là cái lô ai thật. Quý vị nào mà không trúng, để như nó phạt vô túi của ngô luôn luôn. Rồi, xin coi. Bây giờ xin mời anh Thanh Thái Lân, số số bắt đầu. Bắt đầu, 1, 2, 3, xin mời chủ nhân mà người đã donate tặng cho cái hệ pháp này để làm cái quà sổ số độc đất này. Xin vui lòng bước lên sân khấu. Đã, thì đa cô thấm, từ từ bước lên. Hai ông bà bước lên, ông tập, ông lắp ra rồi bà ta lấy. Xin chúc cái người tươi, chúc cha, chúc mẹ, chúc thầy, chúc gì, chúc những cái giàu sang, mua mai bán đắt ngày, hay bị đơn, chúc cho chồng ăn thật cây mau hòa lên, sang năm mà thi đổ có tên trên bảng trời, chúc mai duyên phận lão làng, ông ơi, bà nguyện của tự đàn, mỗi giây chúc cho người là người cây trời. Sang năm mà thu hoạch một mùa, ai chúc cho người vừa mới thọ thai. Sang năm mà sinh được con trai nói rằng, chúc ai lắm lẻo cô phòng. Sang năm kiếm được người chồng mà giàu sang. Quý vị nào có tờ vé số may mắn, dạ xin mời anh có thể đọc lên cái tờ vé số rồi may mắn à. Rồi 4 3 có tài giá số 4, 3, 8, 3 xin vui lòng bước lên 4, 3, 8, 3 mau mau bước lên để đòi món quà độc đắc là các ai khác đem về mà bỏ túi không tính không tính đã giờ thì không tính mà không chịu lên chịu lệ chục mà không chịu lệ chục chịu lệ chục là không chịu lệ chục 4, 3, 8, 3 cái này trả lại chị nha, tôi lấy dây này thôi 4, 3, 8, 3 hai chỗ nó vẫn nhau xin mời bước lên để mở cái món quà đó là cái ai khác đem về về nhà cái này là xin lỗi chị ơi, chị thấy cảm thấy vui vẻ không chị? Dạ rất là vui. Thiệt không đó nha? Rất là thiệt. Thiệt không? Thiệt. Hài đi. Đây là cái món quà iPad của một Phật tử đến từ tiểu bang Minnesota, đó là Phật tử Minh Tâm. Và hôm nay Phật tử cũng đang hiện diện trong cái buổi tiệc trai Thanksgiving tối hôm nay. Vậy sư cô xin mời Phật tử có đôi lời trước khi trao cái món quà độc đắc này. Anh đi đâu?
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chúng ta rất hạnh phúc được rồi lắng lặng mà nghe chúc mừng, chúc mừng anh. Dạ, con cảm ơn sư cô Thiền Tuệ và anh cảm ơn cho anh Linh Tâm. Em đã được cái món quà này, rất là cảm ơn. Cảm ơn hết tất cả gia đình đã trúng được cái vé này. Rất là vui. Chúc mừng chị. Dạ, sư cô Thiền Tuệ xin mời tất cả những Phật tử mà đã tại chung lân góp sức với sư cô trong cái mùa, trong cái đêm tiệc chay xin này. Xin mời quý vị Phật tử lên đây chụp một mô hình. Dạ, dạ, xin mời quý Phật tử đạo tràng chùa Phổ Ninh, xin mời cô Thanh Nhã, cô Đức. Dạ, xin mời để lên đây chụp một mô hình. Dạ. Cảm ơn bà cô bác ủng hộ cái chương trình sổ số hôm nay, tất cả vui vẻ chương trình là sổ số bắt đầu hôm nay hoàn tất trong rồi, cuộc vui cũng tàn. Xin mời tất cả trong ban mà tổ chức mau mau bước lên chụp hình lưu niệm đánh dấu một ngày vui thân kế bên. Con số là gì đây, lô này là lô chót. Xin mời tất cả cô bác nghe tiếng lên và cũng không quên cảm ơn ban nhạc, nhạc sĩ Hoàng Thanh phục vụ chương trình âm thanh mà tốt hơn đẹp. Một lần nữa xin quý vị và cô bác mình cho một tràng pháo tay đặc biệt để cảm ơn ban nhạc Hoàng Thanh đã phục vụ cho chúng ta một cái chương trình lời âm thanh và các anh chị ca nghệ sĩ đã nhiệt tình và nhiệt tâm ủng hộ trong chương trình ngày hôm nay. Và trong một cái buổi tạ ơn, xin cảm ơn và xin gửi đến tất cả quý vị lời chân thành tốt đẹp nhất đến với gia đình của quý vị. Xin cảm ơn.